Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh lệch đông ra phía biển. Miền Bắc trời vẫn còn các đầm bao trùm toàn bộ vùng đồng bằng, còn rác hại xảy ra ở các tỉnh vùng núi và trung du. Riêng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời tiếp tục nắng ráo, trong khi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực trung du đồng bằng vẫn còn có mưa nhỏ, mưa phùn suốt cả ngày. Dự báo trong đêm nay, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rắc, vùng đồng bằng có nơi rắc đậm, vùng núi và trung du rắc đậm có nơi rắc hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết. Sang đến ngày mai, miền Bắc khô ráo hơn. Ở phía Tây Bắc Bộ như Sơn La, Lào Cai, Yên Bái hay là Hà Bình, trời còn có nắng về chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ vẫn thấp, chỉ từ 17 đến 20 độ. Rắc đậm vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng, riêng ở khu vực vùng núi và trung du có nơi rắc hại. Dự báo từ thứ Bảy tuần này, tức là nhằm ngày 19 tháng 2 sắp tới, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Tình trạng rắc đậm rắc hại tiếp tục xảy ra ở vùng núi phía Bắc. Ảnh hưởng lớn của đợt không khí lạnh này sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, lưu xuống khu vực miền Trung. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo trong đêm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Ninh Thuận sẽ có nhiều mây và mưa rải rác nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Sang đến ngày mai, khu vực các tỉnh vùng từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn chịu tác động của không khí lạnh, trong khi vùng từ Bình Định trở vào đến Phú Yên lại chịu ảnh hưởng của nhiễu động trăng đới gió đông. Do chịu tác động của khối không khí lạnh và nhiễu động đới gió đông nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền Trung cũng có sự khác biệt đáng kể, tăng dần từ Bắc vào Nam. Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm xuống chỉ còn 15 đến 18 độ, trời vẫn ở mức cận rất đậm. Trong khi ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ, trời rất. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ chỉ còn từ 24 đến 27 độ, trời lạnh. Các tỉnh Bình Định trở vào đến Bình Thuận, mưa nắng gián đoạn nên nhiệt độ cũng dao động từ 28 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, nhiễu động trăng đới gió đông cũng tác động đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, làm cho cả hai khu vực này trong ngày hôm nay và ngày mai nắng giảm, mây nhiều. Về chiều tối và đêm, ở vùng cao Tây Nguyên cục bộ có nơi có mưa. Trong khi đó ở Nam Bộ, vùng ven biển miền Tây cũng sẽ có mưa rải rác. Những cơn mưa dù không quá lớn, chỉ dưới 5 mm, nhưng nó cũng làm cho nền nhiệt trong ngày ở vùng cao Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cũng hạ xuống còn từ 31 đến 34 độ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Đông không còn nữa. Chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của dao động của đới gió đông, khu vực biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của Biển Đông bao gồm cả khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Ngoài ra, ở khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, khiến cho biển động nhẹ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm mai 16 tháng 2 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Đêm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ.
Sáng đến khu vực phía tây bắc bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu tây bắc từ 24 đến 27 độ. Sáng đến khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng đồng bằng ven biển và khu đông bắc đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Vùng núi từ 11 đến 14 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Lưu xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, phía nam có nơi trên 21 độ. Lưu xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác, phía nam có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, phía nam từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 24 đến 27 độ, phía nam từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Sang đến khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.